Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2. Sáng sớm thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh. Quý khán thính giả biết vào ngày 1 tháng 12 năm nay, tức là cách đây khoảng chừng mười mấy ngày, thì FBI của Mỹ đã bắt giam một người rất nổi tiếng về vấn đề ngoại giao, đó là bắt giam ông Manuel Rocha. Sau đó, hai ngày sau, thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp của nước Mỹ là ông Merrick Garland tiết lộ ông Manuel Rocha làm việc cho nước Mỹ là đại sứ của Mỹ ở nhiều nước. Nhưng khi ông là đại sứ của Mỹ ở tại Cuba, khi ấy họ gọi là văn phòng thôi, nhưng đó là thực tế là tòa đại sứ của Mỹ. Thì ông Manuel Rocha này đã làm tình báo cho Cuba, nghĩa là đang làm, trong thực tế là đại sứ của Mỹ ở tại Cuba, thì lại làm tình báo cho Cuba. Điều này làm chấn động về vấn đề ngành ngoại giao cũng như ngành tình báo. Nếu đại sứ của Mỹ mà làm tình báo cho Cuba, thì trong vấn đề ngoại giao, đại sứ có quyền tiếp cận rất nhiều thông tin bí mật và thông tin tình báo. Vậy thì những người mà làm tình báo đang ẩn núp dưới nhiều danh nghĩa này đó, thì cứ thường là đã bị tiết lộ và đã bị Cuba nắm giữ. Khi tiết lộ này được đưa ra, nhiều người rất là hoang mang và chấn động. Họ mới thắc mắc làm sao có thể biết được như thế. Thì té ra đó là Bộ Tư pháp của nước Mỹ đã nghi ngờ ông Manuel Rocha làm tình báo cho Cuba đã lâu. Nên trong những năm qua họ thu thập dữ kiện và họ gửi những người, tiếng Anh họ gọi là sting operation, tức là giả vờ là bên phía của Cuba đó, rồi tiếp cận ông Manuel Rocha nói chuyện, thì ông mới tiết lộ những cái chuyện gì riêng tư từ trong suy tư, cảm nghĩ, cảm xúc gì của ông. Cho nên họ gọi là sting, tức là châm vào, sting operation. Khi mà nghe những cái đoạn mà ông nói chuyện, ông Manuel Rocha nói chuyện về vấn đề mà nước Mỹ đó, thì mới thấy kinh khủng. Như vậy là ông coi Cuba là compañero, tức là đồng chí, còn nước Mỹ mới là kẻ thù. Ông nói những câu này, này, tôi nói thiệt cho anh nghe nhé. Chúng ta đã làm rất là nhiều việc và chúng ta đang thắng thế, còn Mỹ đó, cái tên kẻ thù đó, the enemy, đã làm những cái chuyện như thế này, như thế nọ với phe của chúng ta, tức là phe cộng sản, thì không thể chấp nhận được. Rồi ông nói những cái từ ngữ rất là nặng nề đối với nước Mỹ. Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Mỹ, ông Merrick Garland, cho tiết lộ những thông tin này ra ngoài để thấy rằng là bắt giam một người như ông Manuel Rocha không phải là không có cơ sở, mà cơ sở chính đáng luôn. Thế thì ông Manuel Rocha là ai? Ông Manuel Rocha đó, ông sinh năm 1950 ở tại Colombia. Nhưng rồi cha mẹ ông di dân sang nước Mỹ khi ông còn rất nhỏ, tuổi gọi là tuổi teen thôi, 11, 12, 13 vậy đó. Rồi ông đi học ở tại New York, học trung học ở nơi đó. Sau khi ông đi học trung học rồi đó, thì ông rất giỏi. Về vấn đề học vấn, ông rất giỏi. Ông lên đại học thì ông học những bằng đại học rất là kinh khủng. Ông học trường Yale là ông ra trường cum laude, tức là đứng đầu. Rồi ông sang học, ông lấy bằng tiến sĩ ở bên trường đại học Harvard, ông cũng có được bằng cum laude luôn. Rồi ông qua bên phía ngoại giao, ông học ở tại trường ngoại giao ở Georgetown University, ông ra trường ở nơi đó cũng năm 1978, cũng rất là cao. Ông học về ngành ngoại giao năm 78. Sau khi mà ông ra trường thì ông ra trường là trường ngành ngoại giao luôn,
có bằng tiến sĩ đủ thứ hết ở các trường lớn nha, từ Yale rồi sang đến Harvard, rồi ngành ngoại giao là ông lấy về thạc sĩ về về ngành ngoại giao luôn. Năm 1978 thì ông được quốc tịch, tức là ông được thi quốc tịch, trở thành quốc tịch công dân của Mỹ. Vậy là ông trở thành công dân của Mỹ năm 1978. Sau khi mà ông trở thành công dân của Mỹ thì ông nộp đơn ông xin làm ngành ngoại giao cho Bộ Ngoại giao của Mỹ, thì ông là một trong những người rất sáng giá. Vì ông học giỏi như thế mà. Ông được nhận vào trong ngành ngoại giao của Mỹ và ông đi từng bước một đi lên, ông gọi là một người career diplomat, là một nhà ngoại giao career, tức là chuyên nghiệp. Ông đã phục vụ rất nhiều nơi trên thế giới, phục vụ nhất là ở dưới Nam Mỹ, từ bên phía Argentina cho đến những quốc gia ở Trung Mỹ, rồi ông phục vụ ở bên Ý, vân vân và vân vân. Khoảng thập niên 1990 mấy đó, thì ông được cử qua làm coi như là trưởng văn phòng của Mỹ ở tại Cuba. Nói là chữ trưởng văn phòng nhưng đó chính là de facto, sự kiện đã rồi, đó là de facto embassy, tức là tòa đại sứ nơi đó, nghĩa là ông ở vai trò đại sứ của Mỹ ở nơi đó. Trong thời gian này đó thì ông đã được tiếp cận và ông lấy những thông tin tình báo của Mỹ để cung cấp cho Cuba và ngược lại từ Cuba gì đó. Nhưng mà theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Mỹ, ông Merrick Garland, ông không phải là làm tình báo cho Cuba từ đó, mà có lẽ ông đã làm tình báo cho Cuba từ năm 1991, nghĩa là khi ông mới có được 21 tuổi. Sau khi ông ra trường, những bằng cấp cao á, 3 năm. Sau khi ông ra trường về ngành ngoại giao 3 năm, thì ông làm tình báo cho Cuba. Sau khi mà ông đã làm đại sứ ở Cuba đó, thì sau đó ông còn được đi làm đại sứ ở những quốc gia ở dưới Nam Mỹ nữa, như là đại sứ của Mỹ ở tại Bolivia. Ở nơi đây ông đã từng can thiệp vào cuộc bầu cử của Bolivia, khi ông tuyên bố đó là nếu mà ai bỏ phiếu cho ông Morales, cái người mà cánh tả đó, thì Mỹ sẽ cắt không giúp cho có nguồn viện trợ nữa. Rồi ông đi các nơi bề ngoài, ông đóng vai là không ủng hộ cánh tả, tức là không ủng hộ phe xã hội chủ nghĩa, không ủng hộ phe cộng sản. Nhưng đó là vỏ bọc cho ông. Còn thực chất thì ông làm việc cho ông Fidel Castro và ông Raúl Castro. Khi ấy còn còn tại chức và còn sống. Điều này làm cho những người quan sát theo dõi những nhân vật cao cấp ở trong ngành ngoại giao mà lại gì đó làm việc cho đối phương làm tình báo, họ cho rằng chuyện này là chuyện kinh ngạc vô cùng, chấn động. Vì lương ngoại giao của ông Manuel Rocha đó thì quá dư đủ, Mỹ trả cơ mà. Cuba làm sao mà trả một cách hậu hĩnh giống như nước Mỹ được? Thì ông Armstrong, một trong những người quen thân với ông Manuel Rocha và cũng là một nhà phân tích tình báo của CIA, ông nói rằng bên phía của Cuba không phải tiến đến để gặp gỡ ông Manuel Rocha, mà cứ thường là do chính ông Manuel Rocha tiến tới gặp gỡ tình báo của Cuba. Vì trong con người của ông Manuel Rocha, ông ấy đã hướng về Cuba, ông ấy đã hướng về chủ nghĩa xã hội, ông ấy đã hướng về cộng sản. Nên ông ấy làm là do lý tưởng theo cộng sản, lý tưởng theo chủ nghĩa xã hội, chứ không phải vì đồng tiền. Nếu mà là vì đồng tiền thì chắc chắn Cuba không thể nào mà trả cho ông một cách hậu hĩnh giống như là bên phía của Mỹ.
Sau khi mà ông về hưu đó, thì ông còn mở nhiều công ty. Năm 2014, ông có quốc tịch, song tịch, quốc tịch Dominican Republic qua hôn nhân. Nghĩa là vợ của ông trước kia là công dân của Dominican Republic. Nên qua hôn nhân này, ông trở thành công dân của Dominican Republic. Sau đó thì ông dùng passport của Mỹ bay tới Dominican Republic. Rồi ông lại dùng thông hành của Dominican Republic bay xuống các quốc gia Nam Mỹ. Rồi từ đó ông lại bay vào Cuba để gặp gỡ đối tác là các lãnh đạo của Cuba. Đó là những gì mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Mỹ, ông Merrick Garland đã tiết lộ. Nên vào ngày 1 tháng 12 năm 2023, FBI đã bắt ông Manuel Rocha ở tại Miami, Florida khi ông bay tới đây. Và họ mới tiết lộ những gì mà tôi vừa mới nói. Cáo buộc ông làm tình báo cho Cuba trong vài thập niên rồi. Câu hỏi được đặt ra đó là khi ông bị bắt và bị truy tố và nếu ông bị kết án á, thì quyền lợi của ông về hưu á, có còn như xưa nữa hay không? Khi ông làm việc cho đối thủ mà coi nước Mỹ là kẻ thù. Đối thủ đây là Cuba và coi nước Mỹ là enemy. Thì nước Mỹ là enemy đó là kẻ thù á, có trả lương hưu cho ông hay không? Cứ thường là ông sẽ mất hết tất cả các quyền lợi đó. Năm 2022, ông còn hợp tác với một công ty Canada để khai thác vàng và công ty đó được gọi là Barrick Gold. Họ khai thác vàng ở tại Dominican Republic. Nhưng mà khi mà nghe tin ông bị bắt và bị truy tố về tội làm tình báo cho Cuba, đang khi là đại sứ của Mỹ ở nơi đây, thì ngay lập tức công ty này ngưng không cộng tác với ông nữa. Chấm dứt với ông ngay lập tức. Cho thấy là khi mà Mỹ truy tố như vậy, không ai dám giao bất kỳ một quyền lợi nào cho ông nữa. Vậy thì dự trù á, những lương hưu của ông cũng sẽ bị mất hết mà thôi. Nhiều người hỏi tại sao ông lại dại dột đi theo chủ nghĩa cộng sản hoặc là chủ nghĩa xã hội khi ông có bằng cấp cao như thế mà ông sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời của ông, các quyền lợi của ông để đi theo một chủ nghĩa cộng sản hay là chủ nghĩa xã hội. Thì nhiều nghi vấn đã được đưa ra, đó là trong lúc mà ông học như thế thì ông tiếp cận với những tư duy của những người như là Chế. Chế là một người làm hứng khởi rất nhiều người trí thức của Mỹ. Thì có lẽ ông Manuel Rocha này đã tiếp cận những tư duy và phong cách của Chế. Chắc quý khán thính giả cũng đã biết Chế là ai rồi. Chế đây tức là Chế Ernesto Guevara. Ông này sinh năm 1928 ở tại Argentina. Khi ông làm bác sĩ rồi đó, thì ông thấy Fidel Castro và Raúl Castro, hai anh em này, làm phong trào cách mạng chống lại chế độ của ông Fulgencio Batista, là một chế độ độc tài do Mỹ ủng hộ lúc đó. Thì Chế Ernesto Guevara tham gia vô phong trào cách mạng này cùng với hai anh em Fidel Castro và Raúl Castro đã lật đổ được Fulgencio Batista. Thì sau đó chúng ta biết là cố lãnh đạo Fidel Castro rất tin tưởng nơi ông Che Guevara và có từng nói là coi như ông là người thay thế cho ông Fidel Castro nữa cơ. Ông Che Guevara đã từng làm Bộ trưởng Bộ Công nghệ dưới thời của ông Fidel Castro và từng là người mà giải quyết nhiều vấn đề giúp cho Fidel Castro. Nhưng Che Guevara là một người nghệ sĩ không muốn bị ràng buộc chút nào hết. Ông là một bác sĩ nữa nên ông lại xách xe ông chạy chạy vòng vòng xuống dưới Nam Mỹ. Và vào ngày 7 tháng 10 năm 1967 khi ông tới nước Bolivia đó,
thì ông đã bị một tình báo viên của lực lượng đặc biệt của Bolivia bắn đứng ông cho CIA, và CIA đã bắt ông. Và e ngại sự ảnh hưởng của ông cũng như là sự lan tỏa linh ứng của ông ở châu Mỹ Latin, ở Nam Mỹ và nhiều nước ở châu Phi, nên Mỹ đã nhanh chóng xử tử ông. Ông bị xử tử vào ngày 9 tháng 10 năm 1967, khi ông mới có 39 tuổi thôi. Nên có nhiều người nhìn nơi chế Ernesto Guevara như là một thần tượng. Họ coi ông như là một inspiration, một linh ứng cho cuộc đời của họ, cho lý tưởng của họ. Và trong trường hợp của ông Manuel Rocha, một nhà trí thức làm đại sứ cho Mỹ nhiều nơi trên thế giới, có lẽ đã nhìn nơi gương của ông Che Guevara, là một bác sĩ, là một nhà trí thức nhưng cũng là một nghệ sĩ, đã yêu chuộng một lý tưởng công bằng và xã hội cho mọi người, nên mới có một hành động làm tình báo cho Cuba khi ông là trưởng văn phòng, tức là đại sứ của Mỹ ở tại Cuba thập niên 1990 như thế. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Câu chuyện bên phía của những người yêu chuộng công lý và hòa bình cho rằng rất là cảm động. Còn đối với nước Mỹ thì đây là kẻ phản bội. Chuyện này còn đang tiếp diễn và chúng ta sẽ xem thử trong những ngày tới phiên tòa xử ông Manuel Rocha như thế nào. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.